dương cao bộ ôn trong dừa thì dành dương chôn tổ lộn nhau bộ ạc nì toàn bình nếp chúng mình xua bộ mang bộ ạc nì. Hello, welcome back again to my cooking time. Yeah, of course, today I gonna resting up about the steak of the beef that really really strong, and I promise that the taste gonna be very very yummy and 100% of good. Let's see with me. First step, we need to washing up about our beef with the water, fresh water, and let it clean it. Yeah, make sure that it's clean, and then go to the. Chà, lỡ nhung thưa cả chia sạch đầy bị ảnh vật nè, bằng ôn cứ bị riêng vật tịch tịch nhé, nhung chia bị trào từ bắt tay mà đón nằm bay ở tay bị bao nhiêu cứ đã tới cứ thôi rồi tại mà đòn. Cứ tha công sẽ đài ấy bằng ôm về nhằm tới vật cứ tha bằng bạ chật món á về nhằm vật nó bằng ôm. Ok, let's go to next step. Oyster sauces à lời dương thôi, cả phải lọ sạch mình cứ tự bình chón mình bật phải lọ tích tích bằng ôm mình chăm bạch phải gì về thế nó small amounts sugar salt hay mấy cứ chia sạp tế đại dương dùng rập lạc sạch tay mà đó cứ mình lần chui nâng miền bóng sạp tay mà đó kê lại hơi. Lời những thứ ca prai sạch và lại chọc và lại láng nè bằng bồn nè. Làm bầy ở chỗ chiếc sắp lỡ. Rụi rồi bằng bồn, lời những thứ ca vích chọc tiếng ốc nè. I'm gonna package it and gonna go to the next step with me guys. Ôi, rụi rồi, sao dương đừng. Ta bằng bồn, lời những chọc đam thứ ca chồng hơi sạch cô để dựng bàn chọc rủi rõ hay nâng đầm lộn đôi khi hay dân tục cháu sạch cô chồng bố sạch cô bằng 2.5 để tìm bàn này. Ok, next process of me là lâu đó đầm nạc cá đầm lộn chồng môi nâng sạch cô khỏi bị lực rủi rõ nè, cứ sạch cô được bỏ dương. After steam, let's see the color of the beef. Wow, em xem mong ọt bán phụ tới vòng bồn tay mưa tới có sân nông chinh anh đây từ ai vòng bồn từ mặt đầu mình tỉnh hơi chồng mưa thạch dương chi hơi nên dừng thưa dần nà tiết vòng bồn khơi nhé sạch nhé kháng khăn ngọ bần này cứ lùm môn tay mặt đòn sân thành nhầm tòa gió nè. Rồi sạch bông bồn. À là dân cái lệnh mà mơ tầm lồn. Vẫn ta dân thử biết mất chân bố tầm lồn. To to. To bông bồn. À là đo tầm lồn. Đã dân dùm hơi. Ui mơ sạch tầm lồn ngọ. Ui bông bồn ơi. Sạch tầm lồn. Cầm mút lọ mình tên. Ui bỏ vô bàn tay mà đo xuống lên nè. Hay nhóm trong ban riêng chỉ chạy ta cao chẳng hai cứ không cắt chỉ ấy bằng bốn nè. À lỡ dương đừng thua ca chỉ địa bằng to tiên. Ok, mưa sạch khẳng khăn nóng bằng bốn nè mưa. Let's see the potato meat inside. Ok, move to other potato. Chồn một mùi tiên ơi. Chẳng mưa thật sạch lo được khỉ ớt. Mình chỉ chiên khỉa tới bằng bóng sắp ta lọ lọ.
Ok. Ok, nào chỗ next step thì đây bọn bọn come in the next step đã nằm lông chỗ hơi vậy thì bọn bọn ai da nè nhưng thử cả crop hơi bọn bọn ta crop hơi khi mình thử ấy tiết tạm đàn mình to tiết bọn bọn như bị tha trong phơi khi nhóm đi cứ sợ đai à lâu cứ chạy chích chụt màu hơi nè ô chuyện nào bọn bọn lên nhà thì cầm một ô tỏ rong chạm te ở cái đau bệnh tật sân hơi nè cứ dương chập đám cô bơ rồi ly chật ở hai vòng ôn hơi nè đã bên chỗ hai tên tên ồ Ôi, mưa cần đà lọ một bò kia ạ. Tình non mình tết. Hello guys, after I cook this one, now is the time to test everyone. Okay, so now let's test it. Ta à lử chăm cá. Ta. Nè. Sạch dương cao hóa bụng ổn trong vừa rồi ca hăn trong này tiền thì cái bụng ổn nè nè uhu nè đó là cao mà bụng ổn nè chăm nhắm nè chăm lụa nè cơ tha oh my god nè sạch dương bụng ổn mà lớn nè hay dám dùng chụp từ lâu nhắm từ ngọc nè toàn bị nè dùng tay mình to tiên khởi đánh chân nên là tầm một bộ bị đặt đó không một máu ôi chúng chọn từ lịp vô món này một bộ nè ấm luôn cái chuyện đó hay luôn đây mình bạch prà tập trai cọc cống phải mình bằng bông bạch phải my beef today very nice yes we gonna call it steak very good taste so don't forget to subscribe me for next recipe bye bye.